chưa gì có. Rồi, ở bài số tổng số nguyên tố thì đề bài là cho số nguyên dương n, hãy tính tổng các số nguyên tố trong phạm vi từ 2 cho tới n. Và đề bài hỏi thêm là cái tổng đấy có là số nguyên tố hay không? Nếu có, đưa ra yes, ngược lại đưa ra no. Ví dụ như số 3 này, trong phạm vi từ 2 đến 3 thì có các số nguyên tố là số 2 và số 3, tổng nó là số 5. Và đặc biệt số 5 này cũng là số nguyên tố, tức là cái tổng đó là số nguyên tố nên ta write ra là nhiết. Vậy về thuật toán ở bài toán này thì cái sắp tác đầu tiên các bạn có thể nghĩ ra ngay, đó là ta duyệt từ 1 thôi, bỏ luôn con. Dạy duyệt từ 1 cho tới n, thì đâu các bạn từ 2 cho tới n, cho y chạy từ 2 cho tới n nếu nguyên tố của y mà bằng chu, thì đây thầy cho nó xuống dòng nhé cho nó đẹp, thì ta sẽ thực hiện cái công việc người ta yêu cầu tính tổng mà, thì s của thầy sẽ tăng lên một lượng là bằng s cộng với thằng y. Đấy. Trước khi tính tổng ta khởi tạo s bằng 0. Sau vòng làm này đề bài người ta yêu cầu là đưa s ra, ta sẽ thực hiện đưa s ra. Bây giờ ta lại kiểm tra xem nếu nguyên tố của s mà bằng chu thì doanh nhất ngược lại ta doanh nâu. Lưu ý chữ nhất nâu này là chữ in hoa nhé, các bạn lưu ý nó là chữ in hoa. Rồi. Làm như thế trên thì ta thấy rằng độ phức tạp thuật toán là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện. Ở vòng for bên ngoài thì ta mất n phép tính. Với mỗi số thứ y ta cần phải kiểm tra tính nguyên tố của nó, ta mất căn bậc 2 của y phép tính. Bởi vì y có giá trị tối đa là bằng n nên căn bậc 2 của nó sẽ là căn bậc 2 của n. Đấy. Vậy thì độ phức tạp của nó là sẽ ô căn n. Ô căn n. Có lấy hot ra ngoài, có hot ra này. À, được chưa? Vậy chi phí như nhảy này thì với trong một giây máy tính của ta chạy được có khoảng tầm 10 phút, 10 mũ 6, vậy n của ta chỉ chạy được tối đa tới 10.000. Đấy. Giả sử có 100.000 khách hàng mà các bạn phần mềm của các bạn chỉ xử lý được 10.000 khách hàng thì như thế là chưa tối ưu. Vậy thì ta sẽ nghĩ đến cái việc cải tiến thuật toán. Rõ ràng cái chi phí của mình nó đang đắt, đắt là đắt ở chỗ này. Đó là kiểm tra tính nguyên tố của số y. Có bao nhiêu số y thì phải kiểm tra bấy nhiêu lần tính nguyên tố. Cứ cơ, con cứ hót vào cái khay nó đổ vào cho nó. Con quay người ngoài kia. Được. Rồi, vậy thì ta sẽ thực hiện việc như sau. Trong cải tiến sắp 2 thì các bạn sẽ giải thuật là sàng nguyên tố, cài đặt giải thuật sàng nguyên tố era tốt thenet cho tới giá trị n. Lưu ý rằng khi sàng nguyên tố cho tới giá trị n thì ta thu được mảng f, mảng fi lưu trạng thái các số nguyên tố thuộc đoạn từ 1 cho tới y. Y ở đây tối đa bằng n. Vì nó chỉ cho từ 1 cho tới n thôi nên tí nữa cái thằng f của thằng cái biến tổng này này nó không có giá trị đâu nhé. Vậy khi đó các em vẫn phải code thêm cái hàm nguyên tố nữa. Hàm đấy chỉ kiểm tra thằng s một lần. Chỗ này tâm lưu ý nhé. Việc sàng nguyên tố chỉ sàng cho được tới n thôi. Nên tí nữa ta không thể truy cập là f của thằng s được nhé. Bởi vì khi đó không có fs. Bởi vì cái s là tổng tất cả các số nguyên tố mà nó rất lớn. Nên mình không sàng cho tới giá trị đấy mà mình chỉ sàng tới n để lưu trạng thái các số nguyên tố từ 1 đến n thôi. Tí nữa riêng với số s thì tổ chức hàm nguyên tố riêng.
Vậy ta sẽ thực hiện cái sau khi sàng xong thì ta sẽ cũng phần thực hiện cái công việc như sau. Duyệt y chạy từ 2 cho đến n. Nếu khi đó để kiểm tra số y là số nguyên tố hay không, ta chỉ việc mà lấy truy cập vào phần tử thứ y của mảng S có là số nguyên tố hay không. Nếu có, tăng thẳng S lên, trước đó khởi tạo S bằng 0. Đấy. Sau đó ta thực hiện đưa S ra. Khi đó ở cái đoạn dưới này ta vẫn phải sử dụng cái hàm nguyên tố, vẫn phải tổ chức hàm nguyên tố, bởi vì khi đó nguyên tố biến S này là tổng của các số nguyên tố nằm trong phạm vi từ 2 đến n, nó khá lớn, nó tương đương với S bình phương. Mà việc mình sàng nguyên tố cho tới S bình phương là hơi phí, bởi vì trong phạm vi từ n cộng 1 cho đến S bình phương ta không dùng lần nào nữa, ta dùng có mỗi một lần cho kiểm tra thằng S có nguyên tố hay không. Do đó riêng thằng S ta tổ chức hàm nguyên tố để kiểm tra nó nhé. Đấy. Vậy đó, như vậy thì tư tưởng thuật toán như trên thì các em có thể cài đặt được bài toán này theo cách 1 hoặc cách 2. Để thầy chụp ảnh bài làm vào đây. Trước khi chụp ảnh của bài làm để thầy chia sẻ video của cái bài số 18. Bài số 10. Đúng rồi, bài số 18. Vào trong nhóm Zalo để theo đúng thứ tự cái bức ảnh để các bạn tra cứu nó cũng dễ hơn. Cái thường thường các bạn vào trong phần album ảnh để xem nhé. Đấy. Bố chọn mấy chỗ này được không? Được, con dọn là bố nghe. Cái gì dùng đồ dùng mà không con cái có này thích. được không? Cái đó bỏ. Con bỏ hết đi cho bố. Con bỏ cái mấy cái